Triêu Dương bình bình đạm đạm sống hơn 20 năm, lại bị đột nhiên xuất hiện thức tỉnh nhiễu loạn nhân sinh. Hắn thức tỉnh trở thành ác ma dựa vào nguyện lực mà sống trong truyền thuyết. Tin xấu là, trên thế giới này đã khó tìm được sự tồn tại của nguyện lực. Tin tức tốt là, hắn tại sắp chết đói trước khi mở ra một cái đi tới dị thế giới thông đạo, hơn nữa nguyện lực phong phú. Tin xấu là hầu hết các nguyện vọng đều có Chúa. Tin tốt là không ai biết ước nguyện tốt hơn anh ta. Triêu Dương ban đầu chỉ là vì sống sót mà đáp lại cầu nguyện, nhưng theo làm lớn làm mạnh, hắn đem việc này biến thành sản nghiệp. Và nơi mà nhiều điều ước có thể được thực hiện, đó là thiên đàng. Từ khóa tiểu thuyết. Dị độ công viên không đạn cửa sổ, dị độ công viên TXT toàn tập download, dị độ công viên chương mới nhất đọc. Chương 1. Nhạc viên trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 2. Hải tặc. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 2. Hải tặc. 10 phút sau, bờ biển màu xám nhạt xuất hiện ngay phía trước chiếc thuyền nhỏ. Bên bờ biển hình như có một thôn. Chu Tri trông về phía xa hồi lâu, chúng ta sẽ không thật sự giết người chứ? Người Nga hưng phấn chèo mái chèo, trời ạ, một cái hoàn toàn mô phỏng trò chơi, còn có thể làm chuyện ta muốn làm, đồng thời còn không phạm pháp. Ngài hài lòng là tốt rồi. MC khẽ gật đầu. Chê khóc nhếch miệng, vé vào cửa 100 vạn này quả thực quá đáng giá. Chu Tri nuốt nước miếng, động tác chèo cũng cứng nhắc vài phần. MC vỗ vỗ vai anh, bình tĩnh một chút, chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi. Tôi biết. Nhưng khi một cái gì đó là sự thật đến một mức độ nhất định, ranh giới giữa ảo tưởng và thực tế không còn rõ ràng nữa, bạn muốn nói điều đó, phải không? Người dẫn chương trình gật đầu, tôi có thể hiểu, đây cũng là những suy nghĩ mới mà tiến bộ công nghệ mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rằng có một đề cập rõ ràng trong chương tóm tắt của dự án Paradise, rằng trò chơi chủ yếu là trải nghiệm cảm giác vô song, phù hợp với những người chơi muốn tìm kiếm sự kích thích không xác định. Bằng cách nhấn nút thanh toán, bạn chứng minh rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản liên quan và, giống như những người tham gia khác, thuộc loại người theo đuổi sự phấn khích. Đã như vậy, tại sao bây giờ lại không chắc chắn? Chu Tri biến sắc, chuyện này không liên quan đến ngươi. Quả thật. Ngài đạt được tư cách tham dự, kế tiếp muốn làm gì là tự do của ngài. Ta đã sớm nói, trò chơi này nhất định phải thiết lập ngưỡng cửa tuổi tác. Giam giờ phút này trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, hắn vừa hút thuốc vừa la hét, ngươi nếu sợ, đợi lát nữa ở một bên nhìn là được. Chu Tri nắm chặt tay chèo, không nói tiếp. Theo cách bờ biển càng ngày càng gần, mọi người cũng nhìn thấy càng ngày càng rõ ràng. Phía trước quả thật có một thôn trang, quy mô không lớn, mấy chục ngôi nhà tranh lộn xộn tọa lạc trên bãi biển, bên cạnh phòng ốc còn đứng lặng đủ loại giá phơi cá và lưới đánh cá. Từng dãy cá khô treo trên giá nghiễm nhiên là nguồn sinh kế của người ở. Không riêng gì bọn họ thấy được thôn dân tự hồ cũng chú ý tới cái này nhanh chóng tới gần thuyền nhỏ. Kinh hoảng mắt thường có thể thấy được ở trong đám người lan tràn, ở trên bờ biển vết cá rửa lưới nữ tính nhao nhao hướng trong thôn chạy trốn, nghe không hiểu tiếng kinh hô cùng gào thét liên tiếp. À, ngay cả ngôn ngữ không thông cũng nghĩ tới sao. Như vậy cũng tốt, đỡ phải nghe bọn họ cầu xin tha thứ. Ta muốn hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Giam nhìn về phía người chủ trì. Làm ơn nói đi. Vạn nhất. Ý tôi là vạn nhất, chúng ta bị trọng thương, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với hiện thực sao? Người dẫn chương trình lắc đầu liên tục, xin yên tâm, trò chơi này tuyệt đối an toàn, nơi này vô luận phát sinh chuyện gì, đều không liên quan đến các vị, kích thích chỉ dừng lại trong trí nhớ nông cạn, cung cấp cho các vị hồi tưởng sau đó. Thậm chí để tránh nguy hiểm không cần thiết, ngưỡng đau đớn của thần kinh đã giảm mạnh, các vị có thể tận tình hưởng thụ hành trình này. Ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Giam bỏ lại một tương, cầm lấy một thanh trường kiếm bao tương, đợi một khắc thuyền tiến vào bãi cạn, là người đầu tiên nhảy xuống nước. Chúng ta cũng đuổi theo. K.G.B. theo sát phía sau. Ngay cả Asara Naruko cũng không chút do dự giơ trường mâu nhảy xuống thuyền gỗ, đạp nước biển chạy về phía bờ. Chu Tri chần chờ nhìn người dẫn chương trình, nhận được một tiếng cười khẽ, chúc ngài chơi vui vẻ. Mẹ kiếp, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Anh dậm chân, thả người bước vào bãi biển. Đoàn người rất nhanh vọt vào thôn, giờ phút này trong thôn dĩ nhiên đại loạn, rất nhiều người đều hoảng hốt chạy bừa, trong đó phần lớn người là lão nhân cùng nữ tử, trưởng thành nam nhân liền không nhìn thấy mấy cái. Con mẹ nó, cái này cũng quá chân thật. Khế khoa phu liếm liếm môi. Chúng ta nên làm gì? Chu Tri nhìn không được hỏi. Ngươi không nghe người chủ trì nói như thế nào? Làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Kiều Diêm đỏ mắt nhìn chằm chằm một tòa nhà tranh, ngay tại vài giây trước, hắn tận mắt thấy một nữ nhân dáng người xinh đẹp ôm tiểu hài tử chui vào. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Người Mỹ thật là mất mặt, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, lại muốn chơi gái. Croft khịt mũi nói. Ngươi thì biết cái gì, cái này không giống bình thường. Đối phương đầu cũng không trả lời. Tùy ngươi đi. Croft cầm dao phay, ánh mắt nhắm ngay một gã thôn dân chạy trốn. Ta đoán trò chơi này cuối cùng hẳn là sẽ dùng điểm tích lũy để định thắng bại. Để ta thử xem sao. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, một trận tiếng vó ngựa dồn dập bỗng nhiên từ một bên đường đất truyền đến. Chuyện gì? Người Nga hơi sững sờ. Lời còn chưa dứt, hai con tuấn mã từ phía sau nhà tranh lao ra, vừa vặn nghênh đón Kiều Diêm muốn tìm nữ tử kia. Con mẹ nó. Diêm thậm chí không kịp mắng một câu, liền bị phi ngựa đụng phải. Dưới lực trùng kích cực lớn, hắn lăn ngang bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất trong miệng phun ra tất cả đều là máu đông. Tuy rằng còn không có lập tức tắt thở, nhưng từ ngực rõ ràng lõm xuống một đoạn thương thế đến xem, không thể nghi ngờ là sống không được. Người tới là kỵ binh. Cùng đám kia quần áo tả tơi thôn dân bất đồng, những người này mặc thống nhất chế phục, ngực còn treo huy chương, vô luận từ khí thế hay là thực lực thượng xem, đều cùng tạp ngư không cùng một cấp độ thượng. Chu Tri hét lên. Đừng ngây ngốc, nắm chặt vũ khí. Minh Tử hướng hắn hô to. Đây mới thật sự là khiêu chiến sao? Không sai. Croft gắt một cái, chỉ là giết giả nhân chỉ biết chạy trốn cũng xác thực không có ý nghĩa, vẫn là loại đối thủ này đáng giá đọ sức. Uống. Bên kia Asara Naruko đã xông lên. Cô ấy nhanh như một con báo. Thân thể mới rõ ràng chỉ có 1m45 tả hữu, nhưng nàng bộc phát ra lực lượng nhưng cùng mãnh thú không khác. Đồng thời trường mâu bù đắp thiếu sót trên thân hình, khi nàng đâm ra mũi mâu, khoảng cách hơn 10 mét giữa hai bên trong nháy mắt đã bị san bằng. Đối thủ phản phất cũng không ngờ tới phản kích của bọn họ lại quyết đoán như thế, trong nháy mắt liền bị đâm ngã một người. Thân thủ thật đẹp, Croft khen ngợi, một người khác giao cho ta. Chờ chút, không đúng. Minh Tử lại biến sắc. Người bị đâm xuống ngựa rất nhanh lại xoay người bò dậy, giống như là không có bị thương bình thường. Hắn rút bội kiếm ra ném về phía Minh Tử, khiến cho nàng thu hồi trường mâu, từ công chuyển thủ, đem bội kiếm một gậy đẩy ra. Chúng có áo giáp dưới quần áo của chúng. Akiko lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này Croft đã cùng một gã kỵ binh khác đánh thành một đoàn, so với Minh Tử động như sấm sét, hắn đánh nhau rõ ràng hỗn độn hơn rất nhiều, thuần túy là dựa vào bản năng huy động vũ khí. Giao thủ không quá 4-5 cái, hắn đã rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, mau tới giúp ta một tay. Nhưng mà không đợi Chu Tri có hành động, lại có hai gã kỵ binh từ bên cánh giết ra, thế cục trên sân nhất thời trở nên áp đảo bất lợi đối với hải tặc chúng. Càng làm Chu Tri tuyệt vọng chính là, lần này kỵ binh súng lại giơ súng trong tay lên. Đúng vậy, bọn họ mang theo súng hỏa mai. Hết chương này. Chương 3. Xem bói. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 3. Ujiya con mẹ nó, đây là thiết kế chó má gì vậy? Croft tức giận mắng. Đáp lại hắn chính là hai tiếng súng vang, chỉ thấy người Nga lên tiếng ngã xuống đất, máu trên ngực bắn khắp nơi. Lúc này, kỵ binh chiến đấu với Minh Tử hô to vài câu. Đó không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, mà là ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nghe không hiểu chỉ có bọn họ. Kỵ binh mới tiếp viện lập tức có phản ứng. Chỉ thấy một người ở lại trên ngựa nạp hỏa thương, một người khác thì rút ra một khẩu súng ngắn bên hông, chạy về phía Minh Tử. Hiển nhiên trong bốn người, chỉ có Asara Naruko biết một chút kỹ xảo vũ khí lạnh. Cũng chính bởi vì như thế, nàng bị địch nhân trở thành mục tiêu uy hiếp hàng đầu, về phần Chu Tri thì hoàn toàn bị xem nhẹ. Một khi nàng ngã xuống, kiếp sống hải tặc của đám người kia hiển nhiên cũng dừng ở đây. Chu Tri cũng hiểu rõ điểm ấy, hắn lặp đi lặp lại, dù sao cũng là trò chơi. Dù sao cũng là trò chơi, run rẩy nắm chặt búa. Khi kỵ binh xẹt qua bên cạnh hắn một khắc kia, hắn cuồng gào một tiếng có cẳng nhảy lên, dùng hết lực lượng toàn thân chém về phía đối phương. Mặc dù có vẻ thất tha thất thểu, nhưng ít nhất hắn cũng không ở nguyên tại chỗ chờ chết. Hành động này dường như nằm ngoài dự đoán của kỵ binh. Đối phương bị ép thu hồi súng, dùng cánh tay đỡ lấy một búa này. Đúng như lời Minh Tử nói, chui rìu truyền đến không phải là lâm vào huyết nhục sền sệt, mà là kim thạch tương giao rung động, lực phản công cực lớn làm cho búa từ trong tay Chu Tri nổ tung, kỵ binh cũng từ trên lưng ngựa bị đụng xuống. Thành công rồi. Chu Tri tiến lên ngăn chặn đối phương, đang muốn cướp khẩu súng, lại đột nhiên cảm thấy bụng lạnh lẽo. Cúi đầu xuống, một thanh chủy thủ đã đâm xuyên qua bụng hắn. Mẹ nó, cái quái này. Sẽ đổi vũ khí. Chu Tri dùng hết khí lực cuối cùng gian nan nói. Tầm mắt nhanh chóng mờ đi. Hắn nhìn thấy Asara Naruko bị kỵ binh tiếp viện trước sau giáp công, dưới một cái vô ý bị chém đứt đầu, máu tươi ở cổ phun ra thật cao. Người Nga sau khi bị bắn không lập tức tắt thở, nhưng kết cục ngược lại còn thảm hại hơn. Bởi vì mất đi năng lực phản kích, thôn dân ban đầu trốn khắp nơi cũng cố lấy dũng khí, cầm gậy gộc cỏ gia nhập chiến đấu, cho nên lúc hắn chết toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lỗ thủng thấu quang. Sau đó ánh sáng trắng bao phủ tất cả. Cũng như khi bước vào game. Sợ. Tiếng hít vào dữ dội. Chu Tri dùng sức tháo kính VR xuống, hô hấp như hít thở không thông, nhưng ngay cả như vậy cũng khó có thể bình phục ngực kịch liệt nhảy lên. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, trên mặt cơ hồ ngay cả chút huyết sắc cũng không nhìn thấy. Tô Tạp Bố liệt, ngươi lừa lão tử. Cái này gọi là không có cảm giác đâu. Anthony chê khóc hét lớn, ta cảm giác mấy phát súng kia đều sắp đâm chết ta. Vì trải nghiệm cảm quan của khách hàng, giảm đau cũng không phải là không. MC vẫn dùng ngữ khí vững vàng trả lời, nhưng tôi có thể cam đoan, con số này đối với sức khỏe thể xác và tinh thần của các vị sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Người Nga trừng mắt nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười ha hả, ý của tôi là có thể điều chỉnh nó cao hơn được không? Đúng vậy, không phải tự mình thể nghiệm, ta rất khó tưởng tượng thế gian còn có trò chơi như vậy. 1 triệu lệ phí ngưỡng này là 1 triệu đáng giá nhất mà tôi đã chi tiêu. Chê cóp khen ngợi nó, khi nào sự kiện tiếp theo? Tôi nghĩ nó sẽ không có chi phí thấp cho mỗi lần chạy. Tôi có thể tài trợ nếu có khó khăn về tài chính. Sao, anh còn muốn làm lại lần nữa? Anthony cầm lấy bình rượu trên bàn rót ngược một ngụm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lần sau đến tột cùng khi nào? Ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Đương nhiên, nếu như có thể điều chỉnh độ khó thì càng tốt. Asara Naruko tuy rằng không có lên tiếng phát tiết cảm xúc, nhưng từ biểu tình cũng có thể thấy được nàng bị kích thích không nhỏ, vẫn chưa từ trong thể nghiệm vừa rồi lấy lại được sức lực. Chu Tri thì thần sắc phức tạp. Mà người dẫn chương trình đeo mặt nạ trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào, vấn đề ngài hỏi liên quan đến bí mật thương mại, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Bất quá tôi có thể nói cho các vị biết, đây chỉ là một lần thử vận hành sơ bộ, địa đàng là một kế hoạch cực kỳ hùng vĩ, lần sau mở cửa nó sẽ không đơn giản như hôm nay nữa. Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô của nó và hạ thấp ngưỡng cửa của nó để có thể mang lại nhiều niềm vui hơn cho thiên đường thử nghiệm của con người. Đối với thời gian mở cửa cụ thể, xin vui lòng tất cả các bạn kiên nhẫn. Chờ cho đến khi tất cả đã sẵn sàng, tôi sẽ gửi một lời mời khác để hướng dẫn tất cả các bạn đến thiên đường. Ông hơi cúi xuống và hành lễ, cuối cùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia. Sử Đông xuyên qua tường thành cũ âm u, đi tới khu phố phía Tây. Nơi này là khu vực ven thành thị, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mày quần áo tả tơi, cùng với hỗn tử bang phái không có hảo ý đánh giá hắn. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám đánh giá mà thôi, Sử Đông biết rõ huân chương trên vai mình đủ để trấn trụ những thứ bại hoại không có can đảm này, hoặc là nói, bọn họ nếu có dũng khí công khai động thủ với vệ binh Huy Hoàng Bảo, cũng không đến mức đi cho bang phái ngầm làm chó. Ở đây an toàn, ít nhất là vào ban ngày. Dọc theo đường phố ẩm ướt đi bộ hơn 100 mét, lại quẹo 2 khúc cua, Sử Đông dừng lại ở một đầu hẻm chật hẹp. Nơi đó có một cái lều đơn giản làm bằng gỗ. Trên lều còn treo một tấm bảng hiệu. Nhà bói toán kỳ diệu. đây chính xác là điểm đến của chuyến đi của anh ấy. Sử Đông nhìn lướt qua trái phải một phen, sau khi xác định không ai theo đuôi mình, kéo thấp vành mũ đi vào lều. Mặc dù trong chuyện này cũng không có bất kỳ môn đạo đáng giá giấu giếm nào, hắn vẫn không hy vọng hành động của mình sẽ truyền vào trong lỗ tai đồng liêu. Chào mừng đến với Wonder. Ồ, hóa ra là cậu. Trong phòng chỉ có một người, một lão già tóc bạc phơ. Là ta. Sử Đông do dự một chút, vẫn quyết định khoanh chân ngồi xuống. Bên trong lều chật hẹp không đủ để khiến người ta duỗi thẳng sống lưng, thay vì không người đứng, còn không bằng để cho mình thoải mái một chút, ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên, người tới nơi này tìm vận mệnh cũng không nhiều. Lão nhân gật gật đầu, sau đó lộ ra hàm răng nâu vàng, gặp lại càng ít. Như vậy, bói toán đã thực hiện. Sử Đông nhịn không được hỏi, trên lý thuyết bọn họ không có khả năng xuyên qua phòng tuyến của thuyền tuần tra, lặng lẽ không một tiếng động tới gần Huy Hoàng Bảo. Đối phương có vẻ hơi có chút kinh ngạc, lần này bói toán không mang đến phiền toái gì cho ngươi chứ? Đúng rồi. Hắn không biết tình hình cụ thể là cái gì. Sử Đông nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi thân thể nghiêng về phía trước. Dùng lời của đối phương mà nói, hắn bói toán chẳng qua là cơ hội. So với lúc nào nơi nào có thể giải quyết phiền não, về phần cụ thể có chuyện gì, chính lão nhân cũng không cách nào biết được. Chính bởi vì như thế, mới có vẻ việc này càng thêm khó tin. Đúng vậy, bói toán ứng nghiệm. Stone vốn sẽ không tin loại chuyện này, nếu như không phải cùng đường. Báo thử một lần ý nghĩ, hắn mang theo mấy huynh đệ đi hướng nam ngoại ô làng chài, không ngờ tới thật đúng là gặp phải một đội lên bờ hải tặc. Dựa vào đầu của những người này, hắn lĩnh được một khoản tiền lương ngoài tiền thưởng, sau đó dùng số tiền này tiếp tục lên tiền chữa bệnh của Mùi Mùi, cuối cùng để cho bệnh tình của nàng lần nữa ổn định lại. Thậm chí có tin tức nói, bởi vì lần này chiến quả, hắn có khả năng từ nhỏ đội trưởng thăng lên làm đội trưởng, bởi vậy, đãi ngộ của hắn đem nâng cao một bước. Hết chương này. Chương 4. Nguyện lực chi thành. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Nguyện lực chi thành, nhưng mà vấn đề ở chỗ, nếu như cái này xem bói phòng thật sự linh nghiệm như thế, vì sao lại tọa lạc ở như thế hẻo lánh địa phương? Người có bản lĩnh này, hẳn là muốn không phát tài cũng khó. Phiền toái thì không có. Hoặc là nói, kết quả bói toán của ngươi rất chuẩn, ta đối với chuyện này được lợi rất nhiều. Lão nhân nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Tỷ như vận thế sau này các loại. Sử Đông suy nghĩ một chút lại hỏi. Đối phương chăm chú nhìn hắn một lát, sau đó lắc đầu, ta có thể cảm nhận được, ngươi đã không còn lo lắng sắp xảy ra. Mà một khi mất đi cái này, bói toán mù quáng cũng chỉ mang đến kết quả mù quáng. Mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi, hài tử. Cầu nguyện luôn luôn đi kèm với cái giá phải trả, cái giá này tự như quả cầu tuyết, lúc đầu ai cũng có thể trả được, nhưng khi nó lăn lên, muốn rút ra thì không phải ai cũng có thể làm được. Cũng là, mình không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sử Đông đè xuống trong lòng dâng lên các loại ý nghĩ, thở ra một hơi thật dài, vô luận đây là trùng hợp hay là có chuyện này, đối phương đều tương đương với giúp mình một phen. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lão giả là ân nhân cứu mạng của Mùi Mùi, hắn không thể cũng không nên phỏng đoán theo phương diện xấu. Sử Đông đưa tay sờ vào hầu bao, đem 3 miếng ngân tệ đặt ở trên bàn thấp. Đây là chi phí. Chờ chút, còn một việc chưa hoàn thành. Lão nhân gọi cậu lại, xoay người lấy ra một tờ giấy mỏng. Chúng ta đã thỏa thuận, xem bói cần phải hoàn thành bằng khế ước, chỉ khi nào người ký tên xong, việc này mới tính là kết thúc. Ha, ta không có khả năng đem tên cùng con dấu dùng ở trên vật này. Sử Đông nhíu mày. Lúc trước xem bói, đối phương quả thật đã nhắc tới yêu cầu tương tự, nhưng hắn lúc ấy căn bản không để ở trong lòng. Đi ra ngoài xin việc không phải chỉ vì một chữ tiền sao, tiền đúng chỗ mọi việc đều dễ nói, nào có nhiều quy củ như vậy. Trả thêm một quả sơ liêu nữa là được rồi chứ. Không nghĩ tới lão giả trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn, đương nhiên, ta cũng có thể hiểu được băn khoăn của ngươi, cho nên ký tên không nhất định phải viết xuống tên hoặc là đóng dấu ấn, chỉ cần là thật tâm thật ý, bất kỳ ấn ký nào cũng có thể, bao gồm dấu tay của ngươi, vật phẩm tùy thân mang theo, thậm chí là một sợi tóc. Người này sợ không phải si rồi, tình nguyện dùng ngân tệ đổi tóc. Nếu không cần ký tên, Sử Đông cũng lười dông dài cái gì, hắn nhổ một sợi tóc, dán lên giấy mỏng, cũng đọc ra một câu cuối cùng, khế ước đã thành. Như vậy có thể chứ? Lão nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng, khế ước đã thành. Sử Đông không muốn ở lại thêm một khắc, hắn đứng dậy, khom lưng đi ra khỏi lều, một khắc rèm buông xuống, hắn cảm thấy một cổ áp lực vô hình lập tức tiêu tan, ngay cả mùi không khí khu phố Tây cũng phảng phất dễ ngửi hơn rất nhiều. Đồng thời, một cổ cảm giác mệt mỏi cũng tập kích lên trong lòng, làm cho bước đi của hắn mất đi vững vàng ngày xưa. Hy vọng mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Hắn nhìn thật sâu bảng hiệu trên lều, cất bước đi về phía tường thành. Cũng quá thơm một chút. Triêu Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nhiệt lưu, nhìn không được cảm thán ra tiếng. Loại thể nghiệm này giống như một người đói bụng 7-8 ngày, lần nữa thưởng thức được mỹ vị đồ ăn, hơn nữa còn không cần lo lắng mình bị no chết. Đáng tiếc phân lượng cầu nguyện này cũng không tính là lớn, nhiệt lưu bắt đầu khởi động rất nhanh bình ổn, tuy rằng giải quyết khẩn cấp, nhưng sau khi khấu trừ các loại chi tiêu, phỏng chừng cũng đủ duy trì tính mạng non nửa tháng, còn lâu mới đến trình độ kê cao gối không lo. Còn phải tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới được a, hắn liếm liếm môi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói ra Triêu Dương chính mình cũng rất khó tin tưởng, hơn một tháng trước hắn còn là thiên thiên vạn vạn người làm công bên trong một thành viên, hiện tại lại thành tung hoành hai cái thế giới ác ma. Hết thảy biến hóa không thể tưởng tượng nổi đều đến từ buổi sáng hắn thức tỉnh kia. Đúng vậy, hắn thức tỉnh, trở thành một con ác ma, trong truyền thuyết dựa vào nguyện lực tồn tại giống loài. Thật giống như thú con sẽ tự động tìm kiếm sữa mẹ, trong nháy mắt hắn cũng hiểu được mấu chốt tồn tại của mình. Đó chính là tìm kiếm người có khát vọng bức thiết, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, thu thập linh hồn của bọn họ. Hoặc là nói linh hồn ẩn chứa lực lượng. Sau đó Triêu Dương phát hiện, thế giới hắn đang ở đã không còn thứ đồ chơi này nữa. Rõ ràng trong chùa miếu phương Đông vẫn kín người hết chỗ, tín đồ triều bái phương Tây nối liền không dứt, nhưng hắn chính là hấp thụ không được một tia nguyện lực. Tình huống này không phải nói làm người ta tuyệt vọng, vậy ít nhất cũng là mất hết can đảm. Đương nhiên, cũng không phải một chút cũng không có. Ví dụ như nguyện vọng sinh nhật của đứa nhỏ, cùng với việc tìm kiếm chủ nuôi chó mèo lạc đường, hắn vẫn thỉnh thoảng có thể bắt được ánh sáng nhạt của nguyện lực. Nhưng điều này ngay cả chân mũi cũng không tính là hồi báo, căn bản không thể thay đổi cục diện, thậm chí ngay cả tiêu hao trong quá trình thực hiện cầu nguyện cũng nhiều hơn so với nhận được. Ác ma không có nguyện lực sẽ ngày càng suy sụp, cuối cùng nghênh đón tử vong, mà người ngoài nhìn vào, giống như mắc bệnh nan y không biết tên. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn không có cách nào cự tuyệt phần kinh hách này. Thức tỉnh một khắc kia Triêu Dương cũng biết được ác ma huyết mạch bản chất. Nó không dựa vào huyết thống di truyền, ngẫu nhiên thức tỉnh, liền cùng mua xổ số giống nhau. Nó xuyên suốt lịch sử nhân loại, vô luận cổ kim trong ngoài nước, có lẽ khi nhân loại có khái niệm cầu nguyện này, nó liền đã xuất hiện. Trong thời gian một tháng này, Triêu Dương từ chức công tác, khắp thế giới loạn chuyển, chính là muốn tìm được một người có được nguyện lực cường đại, hoặc là tìm được một đồng loại cũng được. Nhưng kết quả khiến người ta tuyệt vọng, hắn không tìm được hai người, thân thể cũng càng suy yếu. Không khó suy đoán, tất cả những kẻ xui xẻo đã thức tỉnh thành ác ma, tất cả đều đã chết. Ngay khi Triêu Dương cho rằng mình cũng sẽ bước lên vết xe đổ, một cơ hội ngoài ý muốn xuất hiện. Linh tê chi nhãn không dẫn hắn tìm được đồng loại, ngược lại phát hiện một khe nứt kỳ quái. Căn cứ dù sao cũng là chết ý nghĩ, hắn sử dụng toàn thân lực lượng xuyên qua khe nứt, vì thế đi tới tòa này tên là Huy Hoàng Bảo thần kỳ nơi. Ánh mặt trời từ cửa sau chui ra khỏi lều. Một khắc rời khỏi phòng bói toán kia, già nua cùng khô gầy nhanh chóng từ trên người hắn thối lui, giống như một tầng da. Mấy giây không tới, hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác. Đương nhiên, cho dù đổi thành bộ dáng nam tử trẻ tuổi, cũng không phải bộ dáng ban đầu của hắn. Triêu Dương biết thân phận của mình càng bí mật càng tốt, dù sao đối với thế giới không biết này mà nói, hắn là người từ bên ngoài đến 100%, làm bất cứ chuyện gì cũng nên bảo trì cẩn thận. Huống chi so với thân phận, hắn còn có thứ càng thêm kiên kỵ. Triêu Dương ra khỏi ngõ hẻm, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thành phố. Dưới tầm nhìn của Linh Tê Chi Nhãn, vô số cột sáng từ trong thành nhảy lên, giống như lập trụ đâm thẳng lên trời. Chúng có màu sắc khác nhau, có màu xanh như ruy băng, có màu đỏ như ráng chiều. Đó chính là kỳ cảnh nguyện lực đúc thành. Nó khiến cho thành phố này rạng rỡ rực rỡ, cho dù không có đèn neon lấp lánh, lâu đài Huy Hoàng cũng rực rỡ hơn so với thành phố lớn mà hắn quen thuộc. Phải biết rằng, ở bên kia khe nước mặt trời nhìn thấy nhiều nhất chính là màu xám đen kịt, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị xi măng lạnh như băng vây quanh. Đáng tiếc, hắn cũng không thể đem những nguyên lực mê người này toàn bộ nạp cho mình. Bởi vì những cột sáng này đều có chủ. Hết chương này. Chương 5. Lấy vật gửi nguyện. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5 lấy vật gửi nguyện vọng. Triêu Dương thử qua đáp lại những nguyện lực này, nhưng hắn vừa mới có động tác, liền cảm nhận được lạnh như băng nhìn trộm đến từ một đầu khác. Đó là ý thức ăn mòn, hơn nữa áp đảo cường đại. Cho dù hắn bước ra nhanh hơn, toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ, ý thức vẫn bị tổn thương không nhỏ. Có như vậy vài phút bên trong, hắn cảm giác mình như rơi vào kho băng, thân thể không ngừng run rẩy, cơ hồ không cách nào suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Điều này cũng làm cho hắn càng sâu sắc lĩnh ngộ được nơi đây cùng nguyên bản thế giới khác nhau. Ánh mặt trời hiện tại đã hiểu được, cột sáng nối thẳng tới phía chân trời, có nghĩa là đối tượng cầu nguyện đã sớm xác định, chỉ có những tán quang yếu ớt nửa đường dừng lại kia, mới có khoảng trống để hắn nhân cơ hội mà vào. Ví dụ như tiểu đội trưởng của vệ quân Huy Hoàng Bảo Thành, Stone Bradley. Yêu cầu của Sử Đông rất đơn giản, đó chính là cứu chữa mùi mùi của mình, vô luận là tiền, dược liệu, thầy thuốc đều được. Đại khái là bệnh cấp loạn cầu yên nguyên nhân, đối phương cũng không có lựa chọn cụ thể cầu nguyện đối tượng, nói cách khác, chỉ cần có người có thể giúp hắn một phen, vô luận là ai hắn đều tiếp nhận. Chính là loại thái độ này cho Triêu Dương thừa dịp hư mà vào. Sinh hồn của người này cũng không tính là cường đại, nhưng đối với hắn đói khát đã lâu mà nói tuyệt đối là một nắm cam lộ ngọt ngào. Triêu Dương lấy ra một quyển sổ, tự viết tự họa nói, lần này khế ước thu nguyện lực đại khái có chừng 700. Mở ra biên giới ước chừng 100, một bộ thân thể hư ảo nửa ngày không sai lắm 50, 4 cái chính là 200. Đúng rồi, còn có thuyền tiêu phí cùng chuẩn bị cần thiết. Nếu như nhất định phải nói thời gian trước sắp chết đói trải qua có chỗ tốt gì, đó chính là ở tài nguyên cực độ thiếu thốn thời điểm, Triêu Dương rõ ràng cảm nhận được bản thân suy yếu quá trình, cùng với bị ép học được một phần lực lượng bẻ thành hai nửa dùng phương pháp. Điều này cho phép anh ta đo lường chính xác mức độ mong muốn trong cơ thể và đánh dấu nó bằng những con số. Ví dụ như hắn đem phân lượng cần thiết để duy trì sinh mệnh 1 giờ định thành 1, tất cả tiêu hao còn lại đều có thể căn cứ vào giá trị cơ sở này mà suy tính ra. Trừ đi tất cả chi tiêu, con số cuối cùng lưu lại trên sổ là 221. Điều này có nghĩa là nguyện lực còn lại còn có thể cung cấp cho hắn cuộc sống sung túc 9 ngày, so với hắn tưởng tượng còn ít hơn một chút. Nhìn thấy kết quả này, niềm vui sướng trong lòng Triêu Dương lập tức giảm đi hơn phân nửa. Có lầm hay không a, đây chính là liên quan đến mạng người khế ước, như thế nào mới như vậy điểm hồi báo. Hắn nhịn không được nói thầm, chỉnh nhiều như vậy sống mới kéo dài 9 ngày mệnh, khó trách ác ma sẽ diệt tuyệt. Nói chung, nguyện lực hồi báo bao nhiêu tùy thuộc vào cường độ cá nhân của người cầu nguyện, cùng với nội dung cụ thể của khế ước. Một khi khế ước đạt thành, người đồng ý một phương cũng sẽ bị hạn chế, vạn nhất hắn cuối cùng thực hiện không được, còn có thể lọt vào khế ước cắn trả, mất đi mấy lần nguyện lực. Nếu đây là một công việc, vậy tuyệt đối là chó cũng không làm, đáng tiếc hắn từ chối không được. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tiếp theo khế ước đối tượng. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Triêu Dương định đi dạo một vòng trong thành thử vận may trước. Pháo đài Berlin là một thành phố ven biển với những bãi biển rộng lớn ở phía nam và phía tây, và các khu công nghiệp ở phía đông, khói đen dày đặc suốt cả ngày. Ngoại trừ những thứ này ra, Triêu Dương biết cũng không nhiều hơn so với người tham gia trò chơi bao nhiêu. Dù sao hắn cũng vừa tới bên này không được mấy ngày, sau khi phát hiện cộng rơm cứu mạng thế giới khác này liền lập tức lên kế hoạch hoạt động vui chơi giải trí, căn bản là không có thời gian dư thừa đi tìm hiểu bản thân thành thị, càng miễn bàn khu vực bên ngoài Huy Hoàng Bảo. Vì vậy mỗi khi bước ra đường phố, anh đều có cảm giác hoàn toàn mới. Toàn bộ đường phố ở đây đều được lát gạch xanh, hai bên có thể nhìn thấy kênh ngầm thoát nước ẩn dưới mặt đường, điều này chứng tỏ trong quy hoạch đô thị đã chú trọng cân nhắc đến tầm quan trọng của việc thoát nước. Tại một số địa phương trong khu thành phố mới, trên đường phố còn khảm đường ray sắt thép, cung cấp cho tàu hỏa có đường ray xuyên qua. Có thể thấy được những chiếc xe chở khách này đều chạy bằng hơi nước, mỗi lần đi qua đường phố sẽ để lại một đám mây sương mù dài màu trắng. Nhưng kỳ quái chính là, chúng nó cũng không có đầu máy hơi nước cực lớn, dừng lại và khởi động cũng tương đối linh hoạt, kém khá xa so với xe lửa hơi nước trong trí nhớ của Triêu Dương. Nhưng phương tiện giao thông chủ yếu trên đường phố vẫn là xe ngựa và người. Vô luận là xe ngựa chở hàng hay là sa phu kéo người, đều lần lượt di chuyển trong đám người. Nơi này vừa không có quy tắc giao thông, người đi đường cũng sẽ không nhận được bất kỳ chiếu cố đặc biệt nào. Sa phu phần lớn thời gian đều phải dựa vào cổ họng để nhắc nhở người qua đường chặn đường, bị thùng xe róc rách bất quá là chuyện thường, hết thảy có vẻ hỗn loạn như vậy, nhưng cũng tràn ngập sinh cơ. Từ việc sử dụng rộng rãi động cơ hơi nước, Sunrise đánh giá trình độ kỹ thuật của pháo đài Glory có lẽ tương đương với trái đất trong thế kỷ 18 đến 19, mặc dù ông không thể tìm thấy bất kỳ yếu tố nào liên quan đến điện trong thành phố. Dựa theo lịch sử phát triển của trái đất, giai đoạn này hẳn là đã xuất hiện lẻ tẻ các thiết bị điện lực, ví dụ như bóng đèn các loại đồ chơi nhỏ mới đúng. Không chỉ vậy, Sun đã cố gắng tạo ra một số vật dụng nhỏ có pin, không có ngoại lệ nào kết thúc trong thất bại. Bởi vì nguyện lực trong tay không nhiều lắm, hắn không có biện pháp tiến hành càng nhiều thí nghiệm, bởi vậy chỉ có thể đem nghi hoặc này tạm thời đè xuống đáy lòng. Dù sao coi thế giới này là địa cầu là rất nguy hiểm. Triêu Dương ngẩng đầu quét mắt nhìn những cột sáng kia, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt. Cho dù là nhìn hơi lâu một chút, đều có thể đưa tới tồn tại nào đó chú ý. Đối với ngọn nguồn tiếp nhận những nguyện lực này mà nói, bản thân nguyện lực tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm độc chiếm. Một khi nhận thấy có hành vi vượt giới hạn, với năng lực hiện tại của hắn tuyệt đối không có biện pháp ứng đối. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Triều Dương không quên che giấu thân phận. Chỉ mất 3 hay 4 tiếng đồng hồ để đi dạo phố, nhưng lần này vận may của anh hơi kém một chút và anh không thể gặp lại một người cầu nguyện như Stone. Cho dù có mấy người trên đầu có nguyện lực bắt đầu khởi động, nhưng từ phân lượng đến xem cơ bản không đáng nhắc tới. Cho dù không tiến thêm một bước hỏi thăm, hắn cũng có thể đoán được những nguyện vọng này đại khái là cái gì. Ví dụ như muốn phát tài phi nghĩa, hoặc là lấy vợ các loại, loại nguyện vọng này hắn cho dù có thể thỏa mãn, cuối cùng tính sổ cũng nhất định là nhập không bằng xuất. Tiên sinh, ngài có mua báo không?" Bỗng nhiên có một thanh âm hơi trẻ con nói. Triêu Dương quay đầu lại, phát hiện một gã báo đồng đang nhìn mình. Hắn nhìn qua còn chưa trưởng thành, đỉnh đầu nhiều hơn 1m34, tay chân tinh tế đơn bạc, báo chí trong ngực so với thân thể của hắn còn dày hơn. "Thưa ông, có tờ Daily Mail, tờ Herald và tờ anh em nhà Judy ở đây, ông có muốn xem không? Mỗi tờ chỉ tốn 2 xu thôi." Báo chí là thứ tốt, nhưng hắn lại không có thời gian đọc báo. Ít nhất là không phải lúc này. Lúc Triêu Dương đang định cự tuyệt báo đồng, bỗng nhiên khóe mắt bắt được một tia nguyện lực dư quang. Nó hiện ra nhàn nhạt màu trắng, cơ hồ khó có thể dùng mắt thường phát hiện, nếu như không phải khoảng cách đủ gần, hắn cơ bản không có khả năng phát hiện này mà quang huy tồn tại. Đừng nói cái loại cầu nguyện nhắm thẳng về phía chân trời này, nó kém không nhiều lắm chỉ có ngón cái dài ngắn, phản phất như ngọn nến lay động trong gió, hơi không chú ý sẽ bị gió thổi tắt. Ánh sáng đến từ góc dưới bên phải của tờ báo. Lấy vật gửi nguyện. Trong lòng Triêu Dương khẽ động. Nguyện lực không giống như chỉ thị cố định, ai cần thì treo trên đỉnh đầu người đó. Nó thay đổi theo hành vi và trạng thái của người cầu nguyện, ví dụ như khi cầu nguyện chuyên tâm thì cột sáng cầu nguyện nổi bật nhất, và khi cầu nguyện ít khẩn cấp hơn, cột sáng cũng trở nên ảm đạm. Tương tự như vậy, khi một người cầu nguyện nào đó mang khát vọng cực lớn chế tác dụng cụ, cũng có thể đem một bộ phận nguyện lực động lại ở trên vật phẩm. Những bảo cụ có linh hồn tương truyền cổ đại, kỳ thật cũng không phải là bắn tên không đích, chẳng qua sau khi người chế tác qua đời, những nguyện lực này cũng sẽ biến thành nước không nguồn, theo thời gian từng chút tản đi. Đến thời đại của hắn, cũng chỉ có ở trong viện bảo tàng mới có thể tìm được một chút dấu vết nguyện lực lưu lại. Hết chương này. Chương 6. Đệ nhất thế giới thám tử tiên sinh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 6. Thế giới đệ nhất thám tử tiên sinh, cho một tờ đi. Cậu bé đẩy tờ báo trong lòng về phía trước. Lấy Trương Kiệt Địch huynh để báo cho ta. Triêu Dương sờ tiền lẻ. Được rồi. Đối phương lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng rút tờ báo chủ thuê ra, đưa tới trước mặt Triêu Dương. Lần này hắn thấy rõ ràng hơn. Vị trí gắn nguyện lực là một chuyên mục to bằng miếng đậu hũ, trên đó đăng một thông báo tìm người hạng nhất. Dưới tầm nhìn của Linh Tê, đọc qua ngôn ngữ cũng sẽ không tạo thành chướng ngại gì, hắn có thể thoải mái xem hiểu nội dung bên trên. Tìm phóng viên mất tích. Cao Đen. Hắn 3 ngày trước mất tích không rõ, nam, 37 tuổi, trước khi lạc đường đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi màu đen cùng áo khoác lông thú màu xám. Nếu có người có thể tìm về, hoặc là có thể cung cấp manh mối chi tiết, tòa soạn báo sẽ trả một số tiền lớn tạ ơn. Người có ý định muốn biết thêm, mời tòa soạn báo đến gặp tôi, địa chỉ như sau. Người đăng ký. Judy. Xem ra người đăng ký này tương đối nóng lòng à, Triêu Dương thầm nghĩ, nếu không cũng sẽ không sinh ra hiệu quả lấy vật gửi nguyện vọng khi đánh chữ in ấn. Đừng xem nguyện lực bám vào trên báo chí tương đối yếu ớt, cân nhắc đến trên mỗi tờ báo đều có, cộng lại tuyệt đối không tính là một con số nhỏ. Nhưng muốn nói nó sẽ lớn hơn nguyện lực của Sử Đông rất nhiều, vậy cũng không có khả năng. Dù sao từ bản thân sự kiện mà xem, liên quan song phương cũng không phải đại nhân vật gì, cái này nhất định cầu nguyện hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Nếu đối phương thật sự là đại nhân vật, làm sao có thể đem chuyện tìm người xin đại chúng giúp đỡ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn, dù sao cần gấp phần khế ước tiếp theo, đi tìm hiểu tình huống thì có làm sao? Này, tiểu tử! Triêu Dương gọi cậu bé chuẩn bị rời đi lại. Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì không? Tòa soạn báo này ở đâu? Hắn chỉ về phía anh em Judy ở đầu trang mấy chữ, tôi nghĩ anh hẳn là biết chứ. Đương nhiên, trong thành này không có chỗ nào tôi không biết. Người bán báo lau mũi nói. Tốt lắm, Triêu Dương lại lấy ra 5 phân tiền, giơ lên trước mặt đối phương, dẫn tôi qua, tiền này là của anh. Anh em báo chí cách đây không xa lắm. Đi theo báo đồng xuyên qua đám đông ước chừng 15 phút, Triêu Dương đi tới trước một tòa tiểu lâu 5 tầng. Tiên sinh, chính là nơi này. Báo đồng nói. Địa phương không tệ nha. Triêu Dương đánh giá từ trên xuống dưới một phen nói. Lâu này vừa vặn ở vào một loạt kiến trúc đương đầu, trái phải đều là đường phố, tầng dưới chót các loại cửa hàng chen vai thích cánh, xem như trong thành thị Hoàng Kim đoạn đường, từ Đại Môn đi vào là được rồi. Không, tiên sinh. Người bán báo giơ tay chỉ, hướng cửa nhỏ bên cạnh cửa chính, từ đó lên tầng cao nhất, ra khỏi phòng đầu tiên mới được. Triêu Dương nhịn không được co rút khóe miệng, nếu như không phải đối phương chỉ điểm, hắn còn tưởng rằng đó là nhà vệ sinh công cộng các loại địa phương. Xuyên qua cửa sắt rỉ sét loang lỗ, ánh sáng thoáng cái âm u hẳn lên, đồng thời cũng đem huyên náo trên đường phố ngăn cách ở bên ngoài. Cầu thang không chỉ dốc đứng, hơn nữa bẩn đến trình độ nhất định, hắn hoài nghi nơi này từ sau khi xây xong cũng không quét dọn qua nữa. Càng ghê tởm chính là trong không khí thủy chung tràn ngập một cổ mùi nước tiểu nhàn nhạt, có trời mới biết có bao nhiêu kẻ lang thang thật đem nơi này trở thành địa phương bài tiết. Trong hành lang cũng không có cửa hông khác, phản phất vì leo lên tầng cao nhất chuyên môn tu kiến, một đường tới sân thượng, bản hiệu tòa soạn báo cũng theo đó chiếu vào trong mắt. Trong lòng Triêu Dương hơi trầm xuống. Cái này cùng hắn mong muốn, công ty truyền thông kém khá xa, ngay cả địa chỉ văn phòng cũng keo kiệt như thế, trên báo chí câu số tiền lớn tạ ơn kia có thể nặng tới chỗ nào. Ác ma lấy nguyện lực làm thức ăn, không có nghĩa là hắn có thể ăn gió uống sương. Bất luận là ở thế giới nào, tiền đều là thứ không thể thiếu. Nếu muốn giảm chi tiêu nguyện lực, một phương pháp hữu hiệu nhất chính là dùng tiền thay thế năng lực để thực hiện mục tiêu, bởi vì cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xây. Người cầu nguyện còn chưa thấy thù lao mong muốn đã rơi thẳng xuống, đây thật sự không phải là chuyện tốt. Triêu Dương khẽ thở dài, thoáng điều chỉnh khuôn mặt của mình, đẩy cửa gỗ tòa soạn ra một bước. Trong phòng ngược lại có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều, đầu tiên nhìn thấy chính là một đại sảnh hơn 30 mét vuông, ngổn ngang bày 5-6 cái bàn, trên mỗi cái bàn đều chất đống vài đống giấy dày, mùi mực nồng đậm cũng trong nháy mắt lấn át khí tức dơ bẩn trong hành lang. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài là tới. Một gã tiểu tử tiến lên hỏi, ánh mắt cũng đang đánh giá mặt trời. Triêu Dương lấy tờ báo ra, chỉ vào phần thông báo tìm người, Judy có ở đây không? Thì ra là thế, đối phương lập tức trả lời, ngài đến phòng khách chờ một chút, tôi sẽ gọi cô ấy tới. Phòng tiếp khách ở ngay bên cạnh đại sảnh, trong phòng chỉ bày một cái bàn trà cùng 2 cái ghế nằm, từ thảm lông cùng gối đầu tùy ý chất đống đến xem, nơi này đại khái còn thường xuyên được sử dụng như phòng nghỉ ngơi. Thật đúng là có người tới cửa. Một thanh âm thật nhỏ đột nhiên xuyên thấu vách tường truyền vào tai Triêu Dương. Hiển nhiên, hiệu quả cách âm dùng tấm ván gỗ ghép lại cũng không hoàn mỹ như vậy, người nói chuyện cũng không ý thức được bên cạnh bọn họ có một ác ma thính giác khác với người thường. Ông chủ, đây là chuyện tốt sao? Không có ngày đêm, báo chí cũng không điền được nhiều nội dung như vậy. Nhưng cô gái nhỏ kia hết lần này tới lần khác muốn viết cái gì số tiền lớn tạ ơn, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng nàng kiên trì như vậy viết, nói là không đề cao tiền thưởng, căn bản sẽ không có người nguyện ý đi tìm. Thanh âm bên kia dừng một chút, tóm lại ngài cũng đừng quá lo lắng, ngay cả cục cảnh sát bên kia cũng không có tin tức gì, người bình thường sao có thể tìm được a? Đến đây, âm thanh đối thoại dần dần hạ thấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Triêu Dương liếc mắt xem thường, sự tình tự hồ so với tưởng tượng của mình còn phiền toái hơn, không riêng gì số tiền lớn tạ ơn là ngụy trang, mà ngay cả chuyện tìm người này cũng tồn tại bất đồng. Thông báo tìm người không phải xuất phát từ tay ông chủ tòa soạn, mà chỉ là Judy tự chủ trương. Nhưng cũng may nguyện lực không lừa gạt. Ít nhất trong chuyện tìm người, đối phương là thật tâm thật ý. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đụng một tiếng đẩy ra, một cô gái tóc đuôi ngựa bước nhanh vào. Nàng trực tiếp chính là một cái đại cúi đầu, tiếp theo một bả bắt lấy mặt trời tây, xin hỏi gọi như thế nào ngài? Triêu Dương trả lời ngắn gọn, là thám tử. Bộ dáng hiện tại của hắn hoàn toàn khác với mấy phút trước, tuổi tác chênh lệch không nhiều lắm 30, ngũ quan thẳng tắp, quần áo cũng đổi thành áo khoác da cùng mũ lông cừu, vừa nhìn chính là người trẻ trung khỏe mạnh chuyên nghiệp. Judy kích động nói, lúc trước tôi cũng thử tìm thám tử tư, nhưng trong thành phố không có nhà nào nguyện ý nhận loại công việc này. Không phải đối phương không muốn, mà là ngươi không trả đủ tiền đi. Trong lòng Triêu Dương nghĩ như vậy, ngoài mặt lại thành khẩn chân thành, ta không giống bọn họ, vô luận là phương pháp làm việc hay là phong cách làm việc. Không sao, chỉ cần có thể giúp tôi tìm được đến là được. Judy đối với việc này không thèm để ý chút nào, tình cảm vội vàng bộc lộ trong lời nói. Như vậy, nói cho tôi biết chi tiết về vị phóng viên này. Chuyện của Cao Đen đi. Triêu Dương ôn nhu nói. Hết chương này. Chương 7. Nhạc viên mời. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Lời mời đến địa đàng sự tình cũng không tính là phức tạp. Trong nửa năm gần đây, Huy Hoàng Bảo xuất hiện một sát thủ liên hoàn thần bí, liên quan đến 6 vụ án, còn đều là án mạng, người bị hại đã hơn 10 người. Mỗi lần gây án, hung thủ đều sẽ mổ bụng người chết, khiến hiện trường đẫm máu không chịu nổi. Vụ án ác liệt như thế, cục cảnh sát tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lục tục bắt vài người bị tình nghi, nhưng vụ án tương tự thủy chung không có đình chỉ, cách một đoạn thời gian sẽ ngóc đầu trở lại. Điều này khiến cho các cư dân hoảng sợ đồng thời tiếng oán than dậy đất, dân gian treo giải thưởng cũng nước lên thì thuyền lên, Cao Đen chính là vào lúc này bắt đầu truy tung hung án. Kết quả là 3 ngày trước, hắn đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần cuối cùng Judy gặp anh là trong căn phòng này. Hắn nói hắn tìm được một ít đồ vật, cần đi chứng thực. Nếu như suy đoán không sai, hung thủ lập tức liền muốn tiến hành lần tiếp theo phạm tội. Judy vội vàng nói, Cao khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể bị hung thủ theo dõi, nếu thật sự là như thế, hắn nói không chừng sẽ trở thành tiếp theo hành hung tế phẩm. Nghe Judy trần thuật đồng thời, mặt trời cũng đang quan sát đối phương. Người này chính là trên báo chí những kia yếu ớt nguyện lực giao cho người, điều này từ trên người nàng dâng lên màu trắng cột sáng có thể nhìn ra, nàng hiển nhiên nguyện ý trả giá tương đối lớn đến đổi lấy K.G.B. bình an. Từ quy mô cột sáng mà xem, nguyện lực của nàng thậm chí còn mạnh hơn đội trưởng phòng thủ kia một chút. Triều Dương suy đoán đại khái là bởi vì việc này càng thêm cấp bách. Đơn giản mà nói, hắn có kiếm được. Mà điểm này rất quan trọng. Trên người không có một xu dính túi còn có thể đi làm cầu vượt, chỉ cần có thể động chung quy sẽ không chết đói, nhưng chọn sai người cầu nguyện đối với hắn mà nói rất có thể chính là trí mạng. Anh đã tìm cảnh sát hỗ trợ chưa? Triêu Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đương nhiên, nhưng những tên kia căn bản sẽ không quan tâm sống chết của Cao, nói cái gì một phóng viên ra ngoài vài ngày phỏng vấn cũng là chuyện thường xảy ra. Judy tức giận nói. Trên thực tế, bọn họ ngay cả bản thân án mạng cũng không quan tâm, nếu không cũng sẽ không để cho kẻ hành hung tiêu dao nửa năm lâu. Nhưng lúc trước anh nói, bọn họ đã bắt được không ít nghi phạm. Judy mặt lộ vẻ khinh thường, nói là giết người liên hoàn, nhưng hung án đều phát sinh ở Hạ Thành, cục cảnh sát mới sẽ không đầu nhập quá nhiều lực lượng đi phá án. Nếu như là con cháu quý tộc nào mất tích. Nàng mấp máy miệng, không nói thêm gì nữa, nhưng những lời sau đó cho dù không nói Triêu Dương cũng biết rõ trong lòng. Thì ra là thế. Hắn dừng lại, sau đó đưa ra vấn đề mình để ý nhất, ngươi vì sao không hướng Thần Minh Kỳ hỏi tung tích của hắn. Judy lộ ra thần sắc khó hiểu, nếu ta có bản lĩnh mời tế ti, cần gì phải phí công lớn như vậy? Trừ phi có cách tìm được thần sứ. Bất quá nói những thứ này làm gì? Cho nên, nàng không phải không tin. Câu trả lời này khiến trong lòng Triêu Dương khẽ động. Xem ra cho dù là khẩn cầu, cũng tồn tại ngưỡng cửa chuẩn nhập. Nếu tín ngưỡng và ước nguyện có thể tách ra, có phải có nghĩa là sau này hắn cũng có cơ hội cậy những góc tường tồn tại vĩ đại kia? Và từ thần thánh hóa nghe không giống như một chức vụ giáo sĩ, mà là một nhân vật đặc biệt nào đó. Cân nhắc hỏi tiếp có thể khiến người ta hoài nghi, hắn không tiếp tục phát biểu nghi ý. Sự tình ta đại khái hiểu rõ. Triêu Dương từ trong ngực lấy ra một cái thùng giấy, ở trên bàn trà chậm rãi mở ra, ta có thể hỗ trợ, nhưng ngươi cần trả giá một ít đại giới. Anh muốn bao nhiêu tiền? Tòa soạn báo nhất định sẽ đưa cho anh. Judy không chút do dự nói. Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Hắn cười cười, đây là một phần khế ước, ngươi có thể xem rồi quyết định. Bất quá xin chú ý, một khi ngươi ký tên, liền không thể đổi ý, mà ta cũng nhất định thực hiện yêu cầu của ngươi. Triêu Dương ngoài mặt có vẻ trấn định tự nhiên, trong lòng lại oán thầm không thôi. Cũng không biết là vị ác ma nào định ra quy củ, yêu cầu nhất định phải lấy khế ước hình thức đến đạt thành mục tiêu, hơn nữa còn không được lược bỏ song phương nghĩa vụ cùng trách nhiệm, cái này quả thực cùng trói tay trói chân không có gì khác nhau. Vạn hạnh trong bất hạnh là, khế ước chỉ yêu cầu thông báo rõ ràng, đối phương có thể nghe hiểu hay không đó là một chuyện khác, chỉ cần hắn không gạt người, như vậy khế ước chính là hợp quy. Judy quả nhiên khi nhìn thấy một nửa thì ngừng lại, cô chỉ vào dòng trả tiền kia, xin hỏi đây là có ý gì? À, đây là văn tự quê tôi. Triêu Dương thẳng thắn trả lời, nó gọi là nguyện lực. Từ này được viết bằng tiếng Trung Quốc. Nguyện lực. Đối phương hiển nhiên có chút ngây người, đó là cái gì? Ta nên trả nó như thế nào? Triêu Dương mỉm cười, ngươi xem, ngươi vì tìm hắn mà lo lắng đúng không, cho nên việc này cũng sẽ sinh ra chi tiêu về mặt tinh thần. Chờ chúng ta tìm được Đan Ân tiên sinh, lo lắng của ngươi sẽ hóa thành mây khói, cái này tương đương với trả tiền. Cho nên ngươi không cần để ý cái này, nó cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng thực chất gì đối với khế ước này. Hoặc là nói, nó mới là bản thân khế ước. Về phần hàng tiếp theo viết 500 sơ liêu thù lao, bất quá là thêm đầu mà thôi. Judy trừng mắt nhìn, nửa ngày mới mở miệng nói, không nghĩ tới ngài còn rất hài hước. Triêu Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn không lừa gạt đối phương, chỉ là thoáng xuyên tạc ý tứ, mà xuyên tạc này trên thực tế đối với song phương đều có lợi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là không ai sẽ ở thời điểm có nhu cầu bức thiết, đi tích cực với một tờ hợp đồng. Judy quả nhiên không quá để ý, cô cầm bút lên, ký tên mình xuống. 500 đồng bạc tôi có thể cho, nhưng ngài phải tìm ra tung tích của Cao Đen. Đương nhiên, Triêu Dương vươn tay về phía đối phương, nhu cầu của ngươi, chính là sứ mệnh của ta. Phía bên kia, đầu đó trên trái đất. Trong một gian đại sảnh treo đầy màn hình, Trương Chí Viễn đang tham dự một cuộc họp quan trọng. Là một thành viên của Interpol, họ đã theo dõi một phạm nhân tên là Wayne Youngster trong một thời gian dài. Người này bị tình nghi buôn lậu xuyên quốc gia, buôn bán vũ khí và hợp chất cấm, từ lâu đã bị cơ quan an ninh đa quốc gia theo dõi. Nhưng mà làm mọi người cảm thụ khó giải quyết chính là, Wayne Chim Tư Đặc còn có thân phận đại sứ, cho dù thân phận này là dựa vào hiến tiền mua được, cho dù chỉ là khu vực châu Phi một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc đại sứ, cũng không tiện tại không có xác thực chứng cớ dưới tình huống trực tiếp bắt giữ. Theo tình báo gần đây, người này lên du thuyền Hải Dương Chi Tâm, bí mật gặp gỡ nhiều người, dùng tên giả là Kiều Diêm. Ngồi ở vị trí đầu tiên phát biểu chính là cấp trên của Trương Chí Viễn, cũng là người phụ trách bộ phận châu Á, Cao Vĩ. Người gặp mặt chúng ta cũng đã tra qua, tư liệu các vị lấy được chính là tin tức của bọn họ. Người Nga, người Nhật và người Trung Quốc. Trương Chí Viễn lật đến trang Chu Tri thì không khỏi dừng lại, không thể không nói, tổ hợp này rất hiếm thấy. Ta đoán, hắn chỉ là một người tình cờ hợp tác. Khoa điều tra quả thật không phát hiện hắn có quá nhiều vấn đề. Cao Vĩ gật đầu, mấu chốt là lúc bọn họ gặp mặt đều tham dự một trò chơi, điểm ấy mới là trọng điểm chúng ta cần chú ý. Trò chơi? Một nữ tử tò mò hỏi, là trò chơi dạng gì? Trương Chí Viễn nhịn không được lộ ra nụ cười, cô gái này tên là Thôi Trinh Ân, đến từ Hàn Quốc, một sở thích lớn chính là trò chơi điện tử, hơn nữa trình độ còn tương đối khá. Trong email chúng tôi phá được chỉ đề cập đến ban tổ chức trò chơi tự xưng là địa đàng, nhưng hoàn toàn không nói rõ nội dung trò chơi. Cao Vĩ lắc đầu, hiện giờ hành vi mượn kỹ thuật mạng phạm tội nhìn mãi cũng quen mắt, chúng tôi cũng phải cảnh giác cao độ điểm ấy. Nếu bọn họ coi trò chơi là địa điểm thương nghị, một khi đạt thành ước định mật ngữ, tiếp theo có thể tiến hành liên lạc ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới, hơn nữa tương đối khó phá được. Trương Chí Viễn thẳng thắn nói, du thuyền thuộc về công ty K.G.B, bản thân hợp pháp hợp quy, chúng tôi muốn điều chỉnh băng ghi hình cũng khó. Huống chi ở trong phòng riêng cũng không nhất định có băng ghi hình. Trừ phi chúng ta cũng có thể vào game xem thử. Thôi Trinh Ân liếm môi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn không cho là đúng, việc này vừa nhìn liền biết là tụ hội độc hưởng trong giới phú hào, khẳng định có người sớm tìm hiểu, mới có thể đưa ra lời mời, cô cảm thấy chúng ta có thể có tư cách này sao? Được rồi, Thôi Trinh Ân nhún vai, vậy chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, một hồi chuông dồn dập cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người. Cao Vĩ cầm lấy microphone, nói. Sau đó sắc mặt anh biến đổi, em xác định. Được, vậy em tiếp nhận hình ảnh đi. Buông điện thoại xuống, vẻ mặt người phụ trách gần 50 tuổi này trở nên cực kỳ ngưng trọng, điện thoại của khoa tình báo mạng, nói hòm thư nội bộ của chúng ta vừa nhận được một phần bưu kiện, người gửi chính là công viên. Hết chương này. Chương 8. Thi đấu bác ác ma. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8. Cyber ác quỷ. Không khí trong đại sảnh nhất thời thay đổi. Cũng khó trách ngay cả lão bộ trưởng kiến thức rộng rãi cũng thay đổi thái độ. Đối tượng bọn họ đang điều tra, cư nhiên trực tiếp đem thư tín gửi đến hòm thư chuyên dụng của bọn họ. Đây chẳng phải là nói rõ đối phương không chỉ biết mình bị điều tra, còn rõ ràng biết được thân phận người điều tra. Đây là khiêu khích sao? Có người thấp giọng nói. Xem trước rồi nói sau. Cao Vĩ gõ bàn, ý bảo mọi người im lặng. Tín hiệu rất nhanh nối vào màn hình lớn trung ương, tiếp theo khoa tình báo mở ra phong thư nhìn như bình thường trước mặt mọi người. Một hiệu quả hoạt hình đơn giản qua đi, chỉ thấy một cánh cửa lớn cấu trúc hai màu đỏ đen xuất hiện ở giữa màn hình, mặt trên còn phối hợp với văn tự, điểm này tiến vào. Phía dưới cửa là càng nhiều thuyết minh, Trương Chí Viễn tinh mắt, trực tiếp đọc lên tiếng. Một vòng trò chơi mới sắp bắt đầu. Muốn vào thiên đường, có thể lựa chọn hai loại vé. $1.000.000, hoặc kỹ năng khảo sát và phá án xuất sắc. Trong thiên đường, bạn có thể tận hưởng cảm giác kích thích vô song, cũng như trải nghiệm nhận thức hoàn toàn mới. Bạn không chỉ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ trò chơi, cuộc sống và số phận cũng sẽ trải qua những thay đổi hoàn toàn mới, và nó hướng tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào bạn để lựa chọn. Địa đàng yên lặng chờ ngài quang lâm. Thôi Trinh Ân kìm lòng không đậu trực tiếp hô lên quốc tế thông dụng ngữ, này đã không thể tính khiêu khích đi, cùng chiến thư trực tiếp hạ đến trên mặt có cái gì khác nhau. Khảo sát điều tra phá án kỹ năng là có ý gì? Dự định cho chúng ta cũng tham dự trong đó sao? Các ngươi không tra ra thư này từ đâu tới? Không được, cổng không có dữ liệu ghi lại, giống như là đột nhiên xuất hiện trong hòm thư. Thanh âm của đồng nghiệp khoa tình báo từ trong màn hình truyền đến, hiển nhiên bọn họ cũng có chút sức đầu mẹ trán. Chúng tôi đã cắt đứt kết nối Internet với bên ngoài, đang làm kiểm tra virus cửa sau. Vậy bây giờ có thể báo danh không? Thôi Trinh Ân hứng thú hỏi. Trên lý thuyết không có vấn đề gì, bưu kiện trước mắt đang ở trong hòm giả định. Nhấn thử xem. Cao Vĩ chỉ thị. Khoa tình báo làm theo, chỉ thấy cánh cửa đỏ đen chậm rãi mở ra, một tờ báo danh nghiêm túc xuất hiện trong mắt mọi người. Ách! Chính là cái này. Thôi Trinh Ân nhìn không được nói. Trên thực tế đây cũng là suy nghĩ của mọi người. Hình ảnh bất động còn tốt, vừa động liền hoàn toàn bại lộ trình độ chế tác vụng về của nó. Bản đồ thô ráp, hiệu ứng mở cửa thiếu khung hình của Clayton, đừng nói là một lập trình viên thâm niên, ngay cả một sinh viên chuyên ngành liên quan cũng có thể làm tốt hơn thế này. Mà bản báo danh kia cũng hoàn toàn là dùng PPT chế thành, tay đánh không đến 3 phút công phu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng kỹ thuật của các công ty Caribe tuyệt đối không thể làm ra loại hàng rẻ tiền này. Cảm giác giống như đơn xin vào làm của một công ty nhỏ. Một cảnh sát hình sự nhịn không được nói. Có người đang cố ý đùa giỡn chúng ta. Tiểu Trương, cậu thấy thế nào? Cao Vĩ trực tiếp điểm danh. Trương Chí Viễn tuy rằng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng năng lực bản thân rất cao, lại tinh thông nhiều ngôn ngữ, sau khi được điều vào ngành hình cảnh quốc tế nhiều lần lập công, cấp trên tương đối coi trọng, bởi vậy lão Cao hỏi như vậy mọi người không cảm thấy kỳ lạ. Thành thật mà nói. Tôi không biết, hắn gãi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, dù sao chuyện thái quá như thế, đừng nói kiếp sống nghề nghiệp của mình, ngay cả hồ sơ của cả cục cảnh sát cũng chưa từng có. Nhưng có một điểm tôi cảm thấy cần chú ý, đó chính là không nên giả thiết tổ chức công viên có liên quan đến oanh chim tư đặc. Người này quả thật tham gia trò chơi này, bất quá hắn cũng từng lên du thuyền Hải Dương Chi Tâm, chúng ta cũng không thể cho rằng toàn bộ công ty Caribe đều liên lụy trong đó. Có tiền đề này, việc này mới có ý nghĩa nghiên cứu sâu hơn. Ngươi nói tiếp đi. Tôi còn tương đối để ý một điểm khác. Trương Chí Viễn trầm ngâm nói, cái đồng hồ này dựa theo 3 giả 1 thật điền mấy phần, tổn thất xấu nhất cũng chính là tư liệu cơ bản của một người. Nhưng đối phương có thể thoải mái đưa email vào, lấy được tin tức bề ngoài của chúng tôi hẳn là cũng không phải việc khó gì. Các bạn xem. Anh ta chỉ vào màn hình, trên này thậm chí không hỏi chức vụ và cương vị, cũng không liên quan đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ của vụ án, chỉ là chiều cao giới tính, cảm giác có chút giống như là trò khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần? Nói như thế nào? Lão Cao hỏi. Lúc trước sở chúng tôi thẩm vấn phạm nhân, nếu phạm nhân đặc biệt ngoan cố, thẩm vấn cảnh sát sẽ bắt đầu từ một số vấn đề đơn giản, để đối phương có thể thoải mái trả lời, tiến tới từ từ buông phòng bị. Trương Chí Viễn giải thích, loại vấn đề này thường là hôm nay thứ mấy, cơm tối ăn gì các loại, thêm vài lần phạm nhân sẽ theo bản năng sinh ra tính phục tùng. Thật can đảm, cho nên đây là đang kiểm tra tính phục tùng của chúng ta. Thôi Trinh Ân vỗ lưng ghế. Mấu chốt không phải ở chỗ này. Hắn nói tiếp, chúng ta để phạm nhân phục tùng là bởi vì cần khẩu cung, nói cách khác, song phương tồn tại quan hệ hợp tác nhất định. Vậy địa đàng làm bộ này là vì cái gì? Dù sao trêu đùa cùng khiêu khích đơn thuần không thể dùng được những thứ này. Buổi nói chuyện này khiến mọi người như có điều suy nghĩ. Cao Vĩ mở miệng trước, cho nên anh mới nói không nên giả thiết trước rằng công viên có liên quan đến oanh chim tư đặc. Có chút đạo lý. Nhưng nếu bọn họ muốn thảo luận gì đó với chúng ta thì 10 phần sai rồi. Xâm nhập mạng lưới chính phủ đã vi phạm pháp luật, chỉ cần tra ra tung tích của đám người này, tôi nhất định sẽ đưa bọn họ ra công lý. Trương Chí Viễn tỏ vẻ đồng ý, chúng ta có thể thử một lần, một bên báo danh trước, một bên để cho đồng nghiệp khoa tình báo mạng theo dõi tín hiệu, liên hệ với cảnh sát hình sự khu vực khác tiến hành bao vây. Cho dù không bắt được quen chim tư đặc, ít nhất cũng có cơ hội làm rõ ràng lần tụ họp trước hắn rốt cuộc đã làm những gì. Chu Tri bên kia có muốn phái người đi hỏi không? Thôi Trinh Ân đề nghị. Chúng ta tạm thời không biết hắn có tham gia trò chơi lần thứ 2 hay không, không nên đã thảo kinh xà. Cao Vĩ nghĩ đánh nhịp nói, nếu hắn tiếp tục tham gia, vậy chúng ta sẽ bất động hắn. Nếu hắn không có động tác, vậy chúng ta liền thừa dịp trò chơi mở ra tiếp xúc với hắn, trực tiếp hỏi thăm tình huống lần tụ hội đầu tiên. Tuy rằng ta có dự cảm, hắn không cung cấp cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp. Nói tới đây lão Cao đứng lên, như vậy các vị. Hành động đi. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Thật đúng là một đám người khứu giác nhạy bén a. Triêu Dương chậm rãi mở mắt, không khỏi cảm thán nói. Trên thực tế hắn không chỉ có đem bưu kiện trống rỗng gửi tới đối phương hòm thư, còn thông qua đại sảnh camera quan sát được hội nghị toàn bộ quá trình. Và đó là một trong những khả năng của anh ấy. Một khắc thức tỉnh kia, Triêu Dương không chỉ biết được phương thức sinh tồn của ác ma, cũng như bản năng hiểu rõ năng lực của mình. Nói một cách đơn giản, sức mạnh ma quỷ có thể được chia thành 2 loại chính, một là gian lận, vừa là cốt lõi vừa là năng lực mà tất cả ma quỷ đều có. Ví dụ như xâm nhập vào mộng cảnh, cấu trúc ảo giác, hoặc là sáng tạo vật thể, ảo giác có tính thời hạn, nguyện lực tiêu hao cũng tương ứng gia tăng. đặc biệt là sáng tạo hiện vật, tại nguyện lực mỏng manh địa cầu thi triển cơ hồ chẳng khác nào tự sát, nếu như không phải phát hiện gì thế giới nguyện lực mênh mông, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không dùng ra năng lực này đến. Mà một loại khác lại là lực lượng chỉ thuộc về hắn, đây cũng là dấu hiệu phân biệt mỗi ác ma thức tỉnh. Sức mạnh mà Triêu Dương đạt được là có thể dễ dàng tham gia vào mạng lưới, biến những con đường điện tử hư ảo kia thành những thông đạo và cửa lớn có thể lý giải trực quan. Khi lần đầu tiên vận dụng phần lực lượng này lúc, ngay cả chính hắn cũng có chút cảm thán thời đại tiến bộ gần sống, bởi vì ngay cả ác ma cũng đang cùng thời tiến vào. Ông gọi khả năng này là Cyber Eye. Mà mình chính là thế kỷ 21 đầu tiên Cyber Demon. Hết chương này. Chương 9. Dị Đồng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 9. Dị Đồng thi triển lực lượng độc hữu tiêu hao ít hơn nhiều so với lực lượng bản nguyên, cũng là cộng rơm cứu mạng hắn có thể sống sót đến nay. Với khả năng của Cyber Eye, Triêu Dương đã quyết định sử dụng thử nghiệm đầu tiên của Paradise trên du thuyền Hurt Opthesis. Vài bức thư điện tử đơn giản mượn hệ thống công ty K.G.B gửi đi, liền tạo ra một buổi tụ hội bí mật chỉ mở cửa cho phú hào. Mặc dù gửi đi 7 phong thư, cuối cùng chỉ có 4 người xuất hiện, nhưng hắn tin tưởng không bao lâu nữa, tin tức địa đàng sẽ truyền khắp toàn bộ giới thượng lưu. Đồng thời lúc Triêu Dương lướt qua hòm thư của Dô Giang, tự nhiên cũng phát hiện ra dấu vết điều tra của cảnh sát hình sự quốc tế. Nguyên bản hắn cũng không coi chuyện này ra gì, dù sao tất cả hình tượng đều là hư cấu, hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương tra được trên người mình, bất quá sau khi ký khế ước với Judy, hắn ý thức được đây không hẳn không phải là cơ hội, bởi vậy mới quyết định đem bưu kiện trực tiếp gửi tới hòm thư của chi nhánh châu Á. Tổng hợp nhiều điều kiện mà xem, Triêu Dương kết luận người điều tra nhất định sẽ cắn câu, tuy rằng kết quả cuối cùng đại khái giống như hắn nghĩ, quá trình lại xuất hiện sai lệch. Hắn không ngờ tới bản đồ email và bản báo danh PPT mình tiện tay chế tác lại trở thành sơ hở kia. Có lẽ ta nên chân chính thành lập một cái công viên hậu cần bộ phận. Triêu Dương suy nghĩ, hôm nay trong tay hắn có hơn 4 triệu đô la, hơn nữa nguồn gốc có thể tra, kênh hợp pháp, quá khứ một ít dừng lại ở không tưởng giai đoạn ý tưởng, hiện tại cũng coi như có thực thi vốn liếng. Đương nhiên, hắn biết phần chuyện này phải làm cẩn thận. Dấu vết lưu lại trên thế gian càng nhiều, nguy cơ tự thân bại lộ cũng càng lớn. Từ trước mắt đến xem, hắn ưu thế lớn nhất chính là ẩn nấp, ác ma lực lượng nói tiếp không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính diện đối kháng lời nói hắn cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, bởi vậy bảo trì thân phận thần bí tính là cử chỉ tất yếu. Tin tức tốt là, hắn ở bên này cũng có nguyện lực thu hoạch. Sau khi thoát khỏi thế giới khác, Triêu Dương ngoại ý muốn phát hiện, nhóm người chơi đầu tiên tham dự công viên sau khi thỏa mãn nhu cầu kích thích cư nhiên cũng đáp lại chút ước nguyện lực của hắn, dùng con số để cân nhắc chênh lệch không nhiều lắm 50. Mặc dù so với thu hoạch bên kia tương đương với thêm đầu, nhưng đây không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Phải biết rằng quá khứ hắn ở địa cầu lăn qua lăn lại thật lâu cũng không kiếm được nhiều nguyện lực như vậy, mà lần này bình quân đầu người đều có thể cung cấp hơn 10 điểm, không thể không cảm thán vận mệnh chi kỳ diệu. Hiển nhiên, cái này tuyệt đối cùng 4 người tiến vào thế giới khác có quan hệ. Mà 50 nguyện lực đã đủ để hắn chế tạo một thế thân tồn tại nửa ngày. Hơn nữa địa cầu bên này không có những cái kia quỷ dị khó lường tồn tại, cho nên tổng thể tính an toàn vẫn là xa tốt hơn dị thế giới. Bang bang bang. Bỗng nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt sự trầm tư của Triêu Dương. Hắn đứng lên, nhìn về phía tiền sảnh, mà tiếng gõ cửa không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm dày đặc, giả đoàn giao hàng. Triêu Dương nhìn không được liếc mắt, hắn đi tới cửa, mở cửa phòng, đến rồi, thúc giục gấp như vậy làm gì? Tôi còn có vài đơn hàng phải đưa, không giống ông chủ. Hắn liếc nhìn hộp thức ăn và rác thải sinh hoạt chồng chất thành núi nhỏ bên cạnh cửa, chỉ cần vươn tay lấy đồ ăn bên ngoài là được. Xem kỹ, không vượt thời gian. Hắn một bên kết đơn, một bên tựa hồ còn muốn lầm bầm hai câu, bỗng nhiên tiếng nói cứng đờ. Làm sao vậy? Triêu Dương nhíu mày. Đây là một tiểu khu cũ, ánh sáng trong hành lang có chút âm u, ngay tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, hắn nhìn thấy trên mặt đối phương rõ ràng lộ ra một tia sợ hãi. Nếu như không phải nam tử quá mức đột ngột dừng lại, hắn cũng sẽ không chú ý tới điểm ấy rất nhỏ biến hóa. Hại, lão bản ngươi còn chơi cos a, trang điểm đến có chút khá a. Nhân viên giao hàng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, hắn tự dễu lắc đầu, xoay người đi xuống cầu thang, lần sau mở cửa sớm một chút a. Cô, đây là diễn ở đâu ra? Triêu Dương nghi hoặc đóng cửa lại, suy tư một lát rồi đi vào nhà vệ sinh. Bật đèn lên, hắn nhìn mình trong gương, tóc gáy không khỏi dựng thẳng. Chỉ thấy mắt phải của hắn không còn là tinh hình cầu nguyên bản, mà là một đoạn hắc tuyến quấn chặt. Bốp! Triêu Dương theo bản năng che mắt mình lại. Thị lực trong nháy mắt thu hẹp một nửa. Hắn chậm rãi giời tay ra, lần nữa nhìn trộm mắt phải của mình, lúc này đây. Hắn thấy được một con mắt thường giản dị tự nhiên, con ngươi thành màu nâu đen, viền trắng mắt hơi có tơ máu, có thể nói bình thường đến không thể bình thường hơn. Vừa rồi là cái gì vậy? Ảo giác. Trong ý thức sau khi thức tỉnh, căn bản không có nội dung liên quan đến phần này. Trong lúc nhất thời Triêu Dương cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà nếu những người khác có thể nhìn thấy, chứng tỏ đây cũng không phải là ảo giác đơn thuần. Cũng may cầu thang ánh sáng lờ mờ, mới làm cho đối phương nhìn lầm thành mỹ đồng một loại đồ chơi. Ánh mặt trời lại ở trước gương hao tổn nửa giờ, kết quả con ngươi cổ quái kia cũng không có xuất hiện nữa. Xem ra tình huống vừa rồi chỉ là một lần ngoài ý muốn. Chết tiệt, lần này thật sự là cyber. Triêu Dương khẽ thở dài. Nơi này hiển nhiên không thích hợp ở lại nữa, cho dù nhân viên giao hàng căn bản không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng ai có thể cam đoan đối phương sẽ không đột nhiên nhớ tới vào lúc nào đó, cũng cảm thấy dị dạng vạn phần đây. Kể từ khi tìm được phương thức sinh tồn mới, hắn cũng hiếm khi ở lại một chỗ hơn nửa tháng, thuê phòng đã trở thành bình thường. Mặc dù mới từ nước ngoài trở về chưa được mấy ngày, căn phòng này vừa mới thuê, nhưng nên đi vẫn phải đi. Cũng may hắn hiện tại không thể so với lúc trước, dư tiền trong tay có chút dư giả, không cần vì nộp trước mấy tháng tiền thuê nhà kia mà đau lòng. Chỉ là Triêu Dương không rõ, trước kia cũng nhiều lần sử dụng năng lực, vì sao hiện tại mới đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ đây cũng là ảnh hưởng xuyên qua hai thế giới mang đến? Từ góc độ bảo hiểm suy xét, hắn hẳn là trước tiên biết rõ nguyên nhân mới tính toán bước tiếp theo, nhưng hết lần này tới lần khác thời gian không đợi người, hắn không riêng gì đối mặt khế ước, nguyện lực tiêu hao cũng sẽ không cho hắn dừng lại khe hở. Huống chi trước mắt hắn căn bản không thể tách rời khỏi dị thế giới. Sự chênh lệch về nguyện lực đã định trước hắn phải thường xuyên đi tới đi lui giữa hai nơi. Triêu Dương lấy điện thoại di động ra, mở bức thư đã chuẩn bị sẵn, sau đó nhấn nút gửi. Một nhân vật lủi trốn dưới sự khống chế năng lực của hắn trèo lên mạng chính, như lưu quang bay về các nơi trên thế giới. Một vòng trò chơi công viên mới sắp bắt đầu. Giang Thành, trong một quán bar cao cấp. Ánh đèn neon lóng lánh đem bóng người phản chiếu thành hai màu đỏ lam, tiết tấu âm nhạc nhanh tràn ngập màn nhĩ, trong ánh sáng biến hóa mỹ lệ này, nam nữ dán sát vào một chỗ, săn bắn lẫn nhau mục tiêu của mình. So với những quán bar bình dân bên ngoài, nơi này cũng không có quá nhiều khác biệt, ngoài trừ rượu đắt hơn, chế độ chuẩn nhập cao hơn, cô gái vào sân trẻ trung xinh đẹp hơn. Chu Tri xem như là nơi này khách quen, hoặc là nói Giang Thành con cháu nhà giàu đều sẽ đem nơi này trở thành nơi tụ hội, vô luận là săn diễm hay là giết thời gian đều xem như là cái lựa chọn không tồi. Quá khứ Chu Tri cũng ham thích đạo này, nhưng hôm nay lại không giống nhau lắm, hắn lần đầu tiên cảm thấy âm nhạc sống động có chút chói tai, nghe được làm cho người ta phiền não, những nữ tử nổi tiếng trên mạng được mời đến cũng khó có thể khiến cho hắn hứng thú. Anh Chu, anh xem cô gái áo tím kia thế nào? Nghe nói là từ nơi khác tới, fan trên mạng không ít. Vậy thì thế nào, Chu ca chỉ cần ra tay khẳng định sẽ bắt được. Người chung quanh nhao nhao thổi phồng. Đây cũng là cách bắt đầu của trò chơi, mọi người chọn ra một mục tiêu xuất chúng, sau đó đánh cược mục tiêu rơi vào tay ai. Chu Tri tham dự qua rất nhiều lần, cũng có mấy lần trở thành người thắng, đối với hắn mà nói, kết quả cũng không trọng yếu, trong lúc đó quá trình mới là có lạc thú nhất. Tôi coi như xong, hôm nay không có hứng thú. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không tiếp lời. Làm sao vậy? Hứng thú không cao. Anh không lên thì tôi lên. Một tên đồng bọn khác nháy mắt nói. Chu Tri khoát tay, ý bảo tùy y. Ta hiểu rồi, hôm nay có chính sự muốn bàn, cho nên Chu ca mới không động tâm. À, là chuyện câu lạc bộ, bên cạnh lập tức có người nói tiếp, nghe nói lát nữa Triệu công tử muốn tới. Tôi không có tư cách tham dự, lát nữa cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Chu Tri đối với cách nói này từ chối cho ý kiến, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn liền sẽ lặp lại hiện ra một màn kia. Ngựa cao vút lao về phía hắn, hai người cùng nhau ngã xuống bùn lầy hỗn hợp mùi cá. Dao găm rạch bụng hắn, bụng tựa hồ đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Bất quá lúc sắp chết cũng không cách nào làm cho hắn dời tầm mắt, là minh tử cùng địch nhân hỗn chiến cùng một chỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mỹ cảm khó có thể nói rõ. Cho dù cổ của nàng bị lợi kiếm bổ ra một khắc kia, ánh mắt sắc bén cũng như trước khiến người ta sợ hãi. Lại quay đầu nhìn những nữ nhân ăn mặc khinh bạc, gãi đầu làm dáng này, hắn chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không chỉ phụ nữ. Quá khứ lưu luyến chính mình, không phải cũng là tái nhật nhàm chán như nhai sáp sao? Hết chương này. Chương 10. Một vòng mới trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Một vòng trò chơi mới bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Chỉ thấy đám người lắc lư nhao nhao lui về phía sau, né tránh ra một con đường. Một nam tử hơn 30 tuổi ở dưới một đống nam nữ vây quanh hướng Chu Tri ngồi mềm nhũn đi tới. Triệu gia. Chu Tri chủ động đứng dậy chào hỏi. Mặc cho ai cũng biết, Triệu công tử Triệu Hàm Giận trước mắt này không chỉ có tiền, gia tộc ở Giang Thành cũng tương đối có quyền. Trong cái vòng luẩn quẩn này, mỗi người đều phải tôn xưng hắn một tiếng gia, Chu Tri cũng không ngoại lệ. Ngồi xuống uống. Đối phương cười, sau đó vẫy tay với mọi người, lại đây ngồi. Mà đám người thổi phòng Chu Tri lúc trước thì tự giác tránh ra. Trong lúc nhất thời, tấm mền này sụp thành khu vực chú ý nhất trong quán bar, có thể ngồi cùng Triệu công tử cũng cơ bản không giàu thì quý, luận bối cảnh gia thế cũng không kém Chu Tri bao nhiêu. Nữ tử trong hội trường lại càng kiển chân nhìn nhau, vô luận bị ai nhìn trúng, đối với các nàng mà nói đều là một hồi kỳ ngộ, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên, từ nay về sau trở thành hào môn phu nhân. Người ngồi vây quanh thì cùng nhau khoác lác uống rượu, không khí rất náo nhiệt. Chu Tri trước kia cũng rất hưởng thụ loại thời gian này, hắn ở nhà không được lão cha chào đón, chỉ có ở chỗ này mới giống như tìm được nơi quy túc. Bất quá hôm nay hắn rõ ràng có chút không yên lòng, vài người hướng hắn đẩy chén cạn chén lúc, hắn cũng chỉ là giơ tay ứng phó xong việc. Đại khái ầm ĩ hơn một giờ, Triệu Hàm Giận mới nói đến chính sự. Khung của câu lạc bộ cường thịnh ta đã làm không còn kém nhiều lắm, các vị nếu để ý ta, hiện tại có thể rót vốn vào bên trong, mặc kệ bao nhiêu đều là tâm ý, về sau có lợi nhuận, ta cũng sẽ dựa theo tỷ lệ đầu tư để trả lợi, chỉ cần câu lạc bộ không đổ, liền tuyệt đối có các huynh đệ một phần thu hoạch. Triệu gia nói cái gì vậy, việc làm ăn này khẳng định kiếm được rất nhiều tiền. Gần đây tôi đang rất gấp, chuyển trước 10 triệu, Triệu gia sẽ không ghét bỏ chứ? Ghét bỏ thì sẽ không gọi ngươi tới, Triệu Hàm Giận cười nói, sau này có cũng có thể bổ sung. Vậy thì không tính là cổ phiếu nguyên thủy, là nói như vậy. Đúng không, có người ồn ào nói, tôi trực tiếp thêm 20 triệu. Không hổ là quan ca, có chút đồ à. Này, không phải là ít tiền mua 2 chiếc trâu ngựa sao? Chu Tri thay đổi nụ cười ngày xưa, trầm mặc không nói. Hắn biết câu lạc bộ cường thịnh là kế hoạch gì. Triệu Hàm Giận dự định chỉnh hợp toàn bộ chuỗi giải trí ngầm Giang Thành lại, tiến hành thống nhất quy hoạch, vừa có tiêu dùng cấp thấp hướng tới người bình thường, cũng muốn tạo ra thương hiệu cao cấp phục vụ người có tiền. Đương nhiên, vô luận là đi cao cấp hay là thấp cấp lộ tuyến, cơ bản đều tồn tại tự do tại pháp luật biên giới bộ phận, hơn nữa phương diện này lợi ích gút mắt rất nhiều, cũng chỉ có Triệu gia công tử dám hổ khẩu đoạt thực. Đối phương muốn lôi kéo đông đảo con cháu nhà giàu đến đầu tư, coi trọng cũng không đơn thuần là tiền, mà là gia thế sau lưng bọn họ. Càng nhiều người tham gia, lời nói của câu lạc bộ này càng có trọng lượng. Mà con cháu nhà giàu cũng vui mừng thấy thành tựu. Dù sao đại đa số mọi người cũng không kém Chu Tri nhiều lắm, hoặc là không phải trưởng tử trong nhà, hoặc là năng lực không được gia tộc coi trọng, ngoại trừ có tiền ra thì không có sở trường đặc biệt nào khác, dù sao đều là hoa, không bằng dùng để tìm niềm vui. Huống chi việc này nếu thật sự làm thành, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không ít. Như vậy, bọn họ có thể chứng minh năng lực của mình với gia tộc, cũng hung hăng quất mặt bậc cha chú. Chu Tri vốn cũng dự định đầu tư 100.000 vạn, nếu như không gặp phải trò chơi kia trên đường du lịch. Ngại quá, Triệu gia, ta tạm thời không tham dự. Cuối cùng hắn vẫn mở miệng nói. Không khí huyên náo nhất thời cứng đờ. Anh có được không, anh Chu? bên cạnh lập tức có người vỗ vai anh. Gần đây không phải còn đi châu Âu chơi sao, như thế nào ngay cả một phần tiền cũng không lấy ra được, không nể mặt Triệu gia. Được rồi, ta nói không phải cưỡng chế, các ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Triệu Hàm Giận trừng mắt nhìn người nọ một cái, mới quay đầu nhìn về phía Chu Tri, sao vậy Chu Tri, gần đây gặp phải phiền toái gì sao? Cái này. Anh há miệng, cuối cùng cũng không thể nói ra chuyện của nhạc viên. Một trò chơi ảo không khác gì hiện thực. Lời này nói ra sẽ chỉ làm cho bọn họ cười vang. Huống chi. Đáy lòng hắn cũng không hy vọng chia sẻ phát hiện ngoài ý muốn này. Tôi không sao, chỉ là tiền đã dùng hết rồi. Trong thẻ của hắn đương nhiên còn có tiền, nhưng Chu Tri rõ ràng, số tiền này là hắn từ trong nhà nhõng nhẽo cứng rắn làm ra, lấy tính nết của cha hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng lại cho một lần nữa. Mà so với chuyện câu lạc bộ này, hắn thật sự còn muốn đi công viên nhìn một cái. Vậy coi như xong. Triệu Hàm Giận cũng không so đo, những người khác đâu? Không phải cũng hết tiền chứ? Làm sao có thể, ta cho dù đập nồi bán sắt cũng phải ủng hộ Triệu gia à? Theo một trận cười vang, không khí lại sinh động hẳn lên. Bất quá lúc này đây, tất cả mọi người hữu ý vô ý xem nhẹ Chu Tri. Chu Tri cũng không muốn ở đây lâu, hắn giả vờ uống nhiều muốn đi về WC, lão đảo đi ra đại sảnh quán bar. Xuyên qua bên ngoài nhiệt độ ổn định bể bơi, hắn bò lên quán bar sân thượng, nơi này cũng là kiến trúc điểm cao nhất. Trên thực tế gian quán bar này cũng không mở ở bên đường, mà là ở gian thành xa hoa nhất lầu buôn bán tầng cao nhất. Đứng ở lan can bên cạnh, khách nhân liền có thể nhìn thấy đường thành phố liên tiếp, cùng với cảnh sông chảy ngang qua nội thành. Bị gió đêm lạnh thổi qua, Chu Tri bỗng nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lòng dâng lên một tia bất an. Có lẽ mình không nên cự tuyệt Triệu Hàm Giận. Về Triệu gia công tử nghe đồn, hắn nghe qua không ít, mặc kệ nghe đồn là như thế nào, có một điểm cơ bản sẽ không thay đổi. Đó chính là hắn tuyệt không phải cái gì người dễ nói chuyện. Huống chi mọi người đầu tư tiền là vì tiếp tục có thể lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, hắn hôm nay làm như vậy, tương đương với đem hoàn cảnh lý tưởng thoải mái trong quá khứ đoạn tuyệt. Chỉ cần Triệu gia công tử tùy tiện thả ra chút phong thanh, trước kia vây quanh hắn hồ bằng cẩu hữu chỉ sợ đều sẽ mai danh ẩn tích. Nếu không, đem số tiền còn lại đều đầu tư đi. Chu Tri không nhịn được nghĩ. Không hề nghi ngờ, nếu vé vào cửa công viên vẫn luôn là 100 vạn đô la Mỹ, với năng lực của hắn căn bản không thể tiếp tục chơi, nhiều nhất lại đến 2 lần, tiền gửi ngân hàng sẽ hết đạn. Ở trong mắt người khác, hắn ra tay hào phóng, căn bản không cần lo lắng thiếu tiền, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, chân chính có tiền, hoặc là nói có năng lực kiếm tiền chính là cha mẹ của hắn, hắn nếu là không chiếm được, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Như người Mỹ đã nói, mọi người đều biết ai là người thực sự trả tiền. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Chu Tri lấy di động ra, phát hiện trong hòm thư có thêm một phần tin nhắn mới. Tên tiêu đề làm cho trái tim hắn chợt co lại. Thiên đường. Lại gửi thư mời. Anh nín thở, mở email ra. Một vòng trò chơi mới sắp bắt đầu, công viên yên lặng chờ ngài quang lâm. Trong phút chốc, do dự và hối hận xoay quanh trong đầu hắn đều biến mất không thấy nữa, hình ảnh không ngừng hiện lên trong trí nhớ lại tái hiện trước mắt. Hắn còn muốn đến thế giới kia nhìn một lần nữa. Hắn không thể từ bỏ thiên đường như vậy. Chu Tri trượt ngón tay, ấn nút báo danh. Hết chương này.